cô với Dượng giải quyết cho. Răng môi lẫn lộn xém cho một cái bây giờ. Chú bộ xuống chưa tắm hay sao vậy? Dạ gì? Anh gì? Anh Bảy đẹp trai gì? Bản thân anh nhìn lại anh đi, bún bò đầy người anh á, ai chưa tắm? Bởi tao nói dòng họ gì đâu, vừa ẩu vừa mỏ hổn. Ủa cái gì vậy? Ủa? Đứng lại. Tôi nói cho Sướng nghe. Ủa cái gì vậy? Nếu không phải là chị dâu của Sướng á thì tôi không có nhìn đâu. Trời ơi, cái gì vậy ông ngoại ơi? Bây giờ hết trò chơi rồi hả? Lấy bún, lấy nước lèo, rồi lấy rau cải dập lên đầu đi vậy cho nó mát hay sao vậy? Sướng biết không? Tôi đang đi ngang với vàng hoa sứ vậy. Tôi định ngắt cái hoa sứ về tặng cho Sướng. Vậy đó, mở đầu nguyên một cái tô cặn nước lèo nó hất vô người tôi. Vừa bún vừa rau, cái gì mà nó tùm lum tà la trơn. Ai ăn uống mà bay hay vậy? Con về con hỏi má chồng của con đó. Cái gì? Đó, má chồng con đó. Mày với thằng Thái mà cứ tiếp tục gây lộn hoài đi ha, rồi bà đốt nhà cho mày coi. Ui. Trời, con là con đâu phải là con muốn giận hờ anh Thái đâu mà anh. Anh làm con bực lắm. Sao bực? Nó làm gì bay bực? Trời đất ơi, ảnh nha, cái công việc mà ảnh vừa mới nghỉ á là công việc thứ năm rồi đó, mà mỗi lần mà ảnh đổi công việc là khoảng mấy tuần một tháng là cao rồi, chứ không có ở mà làm lâu một chỗ. Không, cái này là cô tư công nhận nha. Sao? Bảy, thằng Thái á nó hay lo chuyện bao đồng lắm mày. Đúng không? Ông nhận không? Cái này là không có binh vực gì được hết trơn chổi á. Nhưng mà bảy hỏi nè, tại sao cái chuyện vậy á con không nói thẳng ra với chồng của con, hiểu không? Cứ im hoài sao? Thì con cứ nói thẳng ra giống như nãy giờ con đáng nói thẳng ra với cô với Dượng con nè. Đó. Cái gì vậy ba? Trời ơi bớt đi, hay vậy quá. Ở đâu ra cô với Dượng? Thì không phải, thôi làm gì căng. Trời ơi. Sứ lúc nào cũng vậy á. Trời. Biết người ta thương là chửi bới, ăn hiếp người ta hoài. Sứ như chị dâu của Sứ vậy đó. Người ta tu mà cũng không được yên nữa. Đúng là quỷ phá hay sao á trời. Ủa vậy con muốn giúp vấn đề của con không? Thấy giống như giận yêu rồi đang cãi yêu nhau á. Yêu ông nội tao chứ yêu. Nói đi. Con có nói ảnh rồi. Nói sao? Con nói nhiều lần chứ không phải nói một lần. Sao ảnh nói ủa vậy hả? Ừ. Trời, hỏi một câu vô tư vô tâm không hiểu gì trơn á. Nó thôi thí dụ anh làm mà không được, anh nhà anh chăm con đi. Chăm con bé Na bị bệnh đó. Ừ. Thấy không, thấy bực không? Sao bữa nói ủa em đã dặn anh chăm con như vậy sao anh quên? Trời ơi, có con bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn quên. Mà con nói bây giờ em không cần anh giỏi hết tất cả mọi thứ, anh làm ở ngoài không được anh về nhà, hoặc là bây giờ anh chăm con, hoặc là anh kiếm tiền, mà không có việc gì nên thân hết trơn á. Hỏi con bực không? Không, bây giờ nè cô Tư nói nè, cô thôi nha, là cô Tư nói á, thí dụ im lặng trừ khi là cái gì mình không thể giải quyết được nữa. Còn nếu không thì nói được là phải nói ra. Vợ chồng mà cái gì cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ mà con cứ như vậy hoài là có ngày mất chồng đó. Đúng, cái này là Bảy đồng ý với Tư nghe. Đúng đó, thấy không? Đó, mọi chuyện mình cứ nói ra, thấy không? Đó, rồi cô với Dượng giải quyết cho. Răng môi lẫn lộn xém cho một cái bây giờ. Chú bộ xuống chưa tắm hay sao vậy? Dạ anh gì? Anh Bảy đẹp trai gì? Bản thân anh nhìn lại anh đi, bún bò đầy người anh á, ai chưa tắm? Ôi, tao nói dòng họ gì đâu, vừa ẩu vừa mỏ hổn. Đi đâu ạ? Tắm. Ủa quên nữa. Trời, chưa chịu tắm nữa trời. Ôi quên, muốn nè. Nè Trúc. Dạ. Con cầm điện thoại về đưa cho thằng Bình. Ủa sao? Sao cái điện thoại thằng Bình mà ông giữ? Thì nãy á, đi cà phê với nó, rồi nó ngồi nó ba hồi tám chuyện trên trời giấc nói quá trời nói, xong cuối cùng nó bỏ đi để quên cái điện thoại lại. Mà tao nói cái điện thoại gì mà tao như cái tổng đài vậy đó, rồi gọi hoài ghét quá, tôi tắt nguồn luôn, nhức đầu không chết. Ủa trời đất. Ủa ông có âm mưu gì mà ông định bán cái điện thoại của cháu tôi hay sao? Ông lấy sim ra hay sao mà ông tắt nguồn vậy? Mệt ghê, đi tắm đi. Bực bội thiệt tình luôn vậy. Vậy sao để chuyện của con với chồng con từ từ tính, giờ cũng chưa nuốt được cục tức ở đâu, cứ để từ từ. Chị ta nói vậy đó, thôi đi về đi rồi lo giải quyết chuyện bệnh đi, nhớ đưa điện thoại lại cho thằng Bình á. Dạ vậy con về. Mở nguồn lên cho nhỏ. Thứ gì đâu thì gia đạo gì mà tối ngạt xích mít hoài chén gì đâu. Thôi giữ tâm thanh tịnh tụng kinh thôi.